Ok, xin chào mọi người nhá. Hiện nay mình đang có mặt tại cửa khẩu hữu nghị bên đằng Trung Quốc á. Thì sau khi qua bên Việt Nam thì mình đã đi bộ đến đây rồi. Và mình sẽ thực hiện một video để giới thiệu cho các bạn là cái phương thức đi vào bằng tường nhá các bác nhá. Ok, mình sẽ cho bạn quay xem cái khung cảnh ở đây một chút. Thực sự nó là đây là một cái địa điểm du lịch cũng tương đối là có tiếng ở bên Trung Quốc, các kỳ nghỉ lễ hay là gì đấy ạ thì cũng rất là đông khách đến đây tham quan luôn các bác ạ. Đấy, sau khi đi qua cái cổng này thì mình sẽ cho các bác ngắm cái cổng này một chút này. Đây là cửa hữu nghị nha các bác nhá, hữu nghị bên Trung Quốc. Thì cái công việc hàng ngày mình đi là vẫn đi có công việc. Hôm nay thì tiện có cái điện thoại xong là xin được phép quay cái giới thiệu cho mọi người. Sẽ đi qua một cái dốc như này này. Đây các bác có thể thấy nếu mà nặng á, thì có thể thuê các cô xách hành lý cho thì mất khoảng 50.000 hoặc là bao nhiêu nhỉ, bọn khi mình đi là 50.000 hoặc là 100, cũng tùy theo cái độ nặng nhẹ to nhỏ vali của các bạn nữa. Thực sự từ chỗ cái cổng dưới kia mà lên cổng dưới kia các bác, cổng dưới kia mà lên lên sang bên hữu nghị mình ấy, thì cũng phải tầm 800 một cây mét, một cây xa đó. Nếu mà các bác mệt thì có thể thuê các cô chị xách cho. Ok, đây sẽ là cái lối dẫn ra cái chỗ bãi xe mà để bắt xe đi vào bằng tường này các bác. Lối ra sẽ đi về bên tay phải nhá các bác nhá. Các bác nhớ đừng đi thẳng nhá, đi thẳng là người ta bắt quay lại đấy. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Mình vừa quên mất là bạn có thể nếu mà nặng quá vali á, thì bác có thể thuê mất tiền ngồi cái xe điện á, mất không biết là bao nhiêu đồng, tầm 2 đồng hay là 3 đồng gì đấy từ đây sang bên kia, rất là nhanh các bác ạ, đỡ mất công thuê các cô xách rồi mình đi bộ cũng rất là mệt. Đây nhá, mình sẽ cho các bạn ngắm một chút về cái quang cảnh khu này. Ở đây có rất nhiều tài xế xe ôm đó, bên này thì được khắc vào các bức tượng đá về mối tình hữu nghị, về các ngày xưa là 79 á, thì đây họ khắc những cái ảnh như là chiến tranh các kiểu này này, bây giờ họ khắc ở bên biên giới luôn. Đây thì có cái biểu tượng con ngựa này, rất là đẹp oai phong các bác ạ. Ok, thật sự là cảnh hôm nay nhìn rất là đẹp. Bác có thể thấy mình quay bằng cái iPhone 6 á, lên màu rất là đẹp đúng không ạ? Trời xanh, cây xanh, rằng là cái mái ngói màu sắc rất là nổi. Ok, bên tay trái của mình đây là các bác xe ôm đang chờ khách đi này. Đó, có hai cách đi vào bằng tường nha các bác. Các một là có thể thuê cái taxi là những cái như là màu vàng vàng á. Taxi từ đây vào bằng tường chỉ mất khoảng 30 đồng, bình thường mình đi là 30 đồng. Còn nếu mà những người nào mà không biết á, thì có thể bị người ta anh tài xế để bóp này. Đây, taxi đây, từ đây vào đấy chỉ mất khoảng 15 phút thôi, rất là nhanh các bác ạ, 15 cây, 15 phút mà 5 cây thôi. Còn mình hay đi quen rồi, mình còn đi bắt xe ôm vào cái chỗ ngã ba trong kia để bắt đi, xe buýt đi, mất 2 đồng và 5 đồng tiền xe ôm, cũng cả đi cả là 4 đồng, rẻ rất là nhiều so với taxi đúng không ạ.
thì về mình đi không phải là mình đi một ngày hai ngày hai lần mà là mình đi thường xuyên, nên là mình sẽ chọn cái phương pháp đi xe ôm đi như mình vừa nói là rẻ nhất. Đấy, cảnh rất là đẹp đúng không ạ? Xe ôm chờ rất là nhiều, taxi cũng rất là nhiều luôn. Đến thì họ sẽ mời bạn đi, bạn tùy bạn thôi, bạn sẽ mặc cả hai cái giá rẻ nhất của bạn đi, nhưng mà thấp nhất thì là để 30 đồng cho bác. Đừng nói để bị chặt kém nha. Và đây là mình đang ngồi xe ôm theo phương án 2 là đi xe ôm ra chỗ bắt xe buýt và xe buýt đi tiếp. Xe ôm từ đây vào chỗ ba phía trước thì mất khoảng 5 đồng. Xong rồi mình có thể bắt xe buýt nào cũng được, nhưng miễn là xe đi chiều đi vào và mình có thể bán bằng tiền. Đây là có hai cửa khẩu phụ nữa là Cốc Nam đi Việt Nam á, hai nó khoảng đúng vài mà hai nữa là xe buýt từ hướng Cò Trài và Tân Thanh á, thì hai xe này tuấn ra thì đi vào bằng tiền hết. Xe màu xanh, xe màu đỏ, các bác có thể ngồi một trong hai cái giá chỉ mất 2 đồng thôi, rất là rẻ. Các bác thấy cái cảnh quan hai bên đường có đẹp không ạ? Thật sự cái đường bé nhưng mà họ quét dọn rất là đẹp, rất sạch. Hai cây hai bên đường phủ ra bên đường luôn, cực kỳ râm và mát. Đây chính là cái đường chính ngày xưa đó. Ngày xưa mà chưa có cái đường cao tốc ạ, thì cái đường này là đường chính đi từ đường ra nối ra cửa khẩu. Bây giờ họ dọn đi rất là sạch, phát triển rất là sạch. Mình sẽ tiếp tục đi một đoạn khoảng 1 cây nữa nha, là mình sắp tới cái chỗ mình bắt xe buýt đi rồi. Các bác nhớ nha, các bạn mà chưa qua lần nào thì các bác có thể xem cái video của mình đây, biết cái cách mà chọn cho mình đi bằng mặt đường sao cho an toàn và rẻ nhất, sao cho mình không bị các tài xế bóp nhá. Một là có thể đi thẳng xe taxi, taxi từ chỗ bãi xe vừa rồi đi vào thẳng mặt đường luôn, mất 30 đồng, thấp nhất là 30 đồng. Các bác không biết có thể người ta chém tầm không biết được, thì mình đi 30 đồng thôi. Hai là có thể ngồi xe máy như mình đây, xe ôm như mình đây, bắt 5 đồng vào chỗ điểm bắt xe buýt thì rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà ngược lại là thời gian mình đi cũng tương đối lâu, bởi vì xe buýt nó đi nó bắt khách, trả khách, đón khách rất là nhiều. Đây, qua chỗ này nữa là đến chỗ bắt xoay của mình rồi. Có lẽ là cái video của mình sẽ dừng tạm đây thôi, bởi vì mình đến chỗ điểm bắt xe buýt rồi các bác ạ. Lần sau, video sau thì mình sẽ hướng dẫn quay cái cảnh mà mình bắt xe buýt từ đây vào trong bằng tường, cái xe màu xanh các bác đang thấy đó, để cho các bác trải nghiệm nhiều hơn về cái thành phố ngay bên cửa khẩu chúng ta, sát chúng ta, sát Lạng Sơn chúng ta. Các bác nhá, nếu thấy cái video này hay thì có thể ấn like và share và subscribe cho video mình nhá. Cảm ơn mọi người nhé.